Quý vị và khán giả đang theo dõi bản tin mới nhất trên sóng An ninh 24 giờ. Thưa quý vị, vài năm gần đây, những vụ án giết người chỉ vì những lý do trời ơi đất hỡi xảy ra rất nhiều. Nó dường như gióng lên một hồi chuông cảnh báo về lối hành xử côn đồ, thiếu suy nghĩ của một số bộ phận người dân hiện nay. Đôi khi, chỉ vì những xích mích mâu thuẫn nhỏ mà lại đem đến những hậu quả vô cùng to lớn. Thậm chí có những người đã phải đánh đổi bằng cả tính mạng. Ngay sau đây, hãy cùng chúng tôi điểm lại một số vụ án giết người điển hình, gây chấn động chỉ vì xích mích hết sức lãng xẹt như sau nhé. Cãi nhau với hàng xóm vì chó sủa to dẫn đến cái kết đau buồn. Người đàn ông tử vong sau khi cãi nhau với hàng xóm vì tiếng chó sủa là ông Tạ Minh Chí, sinh năm 1967, ngụ tại xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Vào sáng ngày 13 tháng 5, trao đổi với phóng viên về chi tiết vụ việc, một người dân ở ấp Bùi Chu, xã Bắc Sơn cho biết, theo phản ánh, con chó nhà ông Cao Mạnh Hùng, 46 tuổi, nuôi rất dữ. Người dân khu phố bức xúc vì nhiều người đi qua bị chó sủa, thậm chí là đuổi theo. Mặc dù hàng xóm đã nhắc nhở ông Hùng cần chú ý giữ chó tránh ảnh hưởng đến người khác, nhưng dường như người chủ này vẫn không mảy may để ý. Sự việc xảy ra vào khuya ngày 11 tháng 5, ông Chí đi ngang qua nhà ông Hùng thì bị con chó đó sủa cắn nên ông Chí đã đe dọa giết. Đúng lúc này thì ông Hùng từ trong nhà đi ra, bức xúc vì nghĩ ông Chí có ý định xấu với thú cưng của mình nên hai bên đã xảy ra va chạm. Ông Hùng có thân hình to khỏe, còn ông Chí có dáng người nhỏ bé. Hai bên sau khi cãi vã đã đấm nhau, cuối cùng chỉ vì mâu thuẫn nhỏ đã dẫn đến án mạng xảy ra. Theo như người dân trong khu vực này cho biết, ông Hùng nuôi con chó này đã khá lâu. Việc ông Hùng thả chó ra ngoài là việc làm sai. Ông Hùng hiện là một cán bộ kế toán của một xã lân cận. Nhà ông Chí cách nhà ông Hùng 5 căn nhà. Giữa hai bên chưa từng xảy ra mâu thuẫn. Có thể là nhiều lần đi qua nhà bị con chó nhà ông Hùng sủa cắn nên ông Chí mới bức xúc như vậy. Cùng ngày thì đại diện công an xã Bắc Sơn cho biết hiện sự việc đang được công an huyện Trảng Bom thụ lý điều tra. Như thông tin ban đầu, sau tiếng chó sủa, ông Hùng mở cửa để cho chó vào trong thì xảy ra cãi vã với ông Chí. Lời qua tiếng lại, cả hai đã lao vào nhau để hơn thua. Trong lúc giằng co thì ông Chí bị té xuống đường, đập đầu vào cạnh bê tông lề đường, nằm bất tỉnh. Nhiều người chạy ra xem tình hình sự việc thì phát hiện ông Chí đã nằm bất động bên vũng máu và đưa người tới bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do chấn thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong vào sáng ngày 12 tháng 5 tại bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh. Như quý vị đã thấy, chỉ vì một bất đồng rất nhỏ nhưng vô tình đã tạo nên một tấn bi kịch không ai mong muốn. Suy cho cùng, nếu như người chủ nuôi chó có ý thức hơn, biết thú cưng của mình giữ và gây phiền hà cho người khác thì cần có biện pháp để ngăn chặn tình trạng này. Có như vậy, tình cảm láng giềng cũng chẳng đổ vỡ và ông Chí cũng không ra đi một cách thương tâm như vậy. Tiếp theo, một vụ án khác, nạn nhân cũng chết với một lý do không thể nhẹ nhàng hơn. Đó là chết do hát karaoke quá to. Chết vì hát quá to, bỏ mạng vì gọi tăm và giới ăn tại quán ốc. Sự việc nghiêm trọng xảy ra vào trưa ngày 28 tháng 2 vừa qua tại xã Thái Yên, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh. Theo đó, vào khoảng 11 giờ 45 trưa ngày 28 tháng 2, ông Nguyễn Minh Phước, sinh năm 1969, trú tại thôn Bình Tiến A, xã Thái Yên, huyện Đức Thọ, cùng vài người bạn sau khi nhậu xong tại nhà một người bạn đã kéo nhau về nhà ông Thành, trú cùng thôn để hát karaoke. Lúc này, Nguyễn Viết Lộc, sinh năm 1959, trú ở cạnh nhà ông Thành cũng vừa đi nhậu về. Đang muốn nghỉ ngơi, thấy nhà ông Thành hát quá lớn, ông Lộc đi qua bảo mọi người nên hát nhỏ lại để mọi người còn nghỉ trưa, thì đôi bên đã xảy ra cãi vã, lời qua tiếng lại nhưng được mọi người can ngăn nên ai về nhà nấy. Tuy nhiên, vì quá bực tức nên sau khi quay về nhà, ông Lộc lại xách theo ba con dao quay trở lại nhà ông Thành để nói chuyện cho ra nhẽ. Vào tới nhà ông Thành, thấy ông Phước đang ở gần cổng, ông Lộc mới vội rút ra con dao, đâm hai nhát vào người ông Phước, khiến nạn nhân gục xuống ngay tại chỗ. Ông Phước sau đó được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng. Ông Lộc bị quần chúng nhân dân và lực lượng chức năng bắt giữ ngay sau đó. Mặc dù sau đó ông Lộc đã hối hận vì hành vi dã man của mình trong cơn say, tuy nhiên người có tội chắc chắn không thể được xung thứ bởi pháp luật. Có thể quý vị thấy rằng nhiều lần gọi đồ ăn ở quán ốc, hát karaoke quá to, tranh cãi game là những việc vốn dĩ hết sức bình thường. Nhưng thật không ngờ lại dẫn đến những sự việc đau lòng không tưởng như trên. Nhưng đó không phải là nguyên nhân duy nhất khiến người nghe bất ngờ, mà câu chuyện sau đây còn khiến bạn choáng váng hơn nữa, bởi vì nạn nhân bị hàng xóm chén liệt người chỉ vì một lý do hiểu nhầm còn con, đó là gì? Giận vì nói to, cầm dao chém liệt người hàng xóm. Ngày 15 tháng 7,
tòa sơ thẩm tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xét xử bị cáo Nguyễn Đức Trung 59 tuổi, trú tại Hà Đông, Hà Nội về tội giết người. Theo như cáo buộc, bị cáo Trung và gia đình ông Nguyễn Văn Hoạt 69 tuổi bị hại, vốn là hàng xóm. Hàng ngày, do bất đồng trong sinh hoạt, hai gia đình đã có mâu thuẫn nhỏ với nhau. Đỉnh điểm xảy ra mâu thuẫn là vào tối ngày 21 tháng 8 năm 2020. Ông Trung đang ở nhà thì thấy vợ chồng ông Hoạt to tiếng ngoài cổng về việc cho cháu ăn. Trung bực tức, đứng trong nhà nói vọng ra: "Ngày mất trật tự ngày, đêm mất trật tự ban đêm." Hai bên sau đó lời qua tiếng lại, không ai chịu nhường ai. Đỉnh điểm khi không kiềm chế được cơn bực tức, Trung vào nhà, cầm theo con dao phay đi ra ngoài cổng, không nói không rằng đã nhanh chóng chém ông Hoạt một nhát vào đỉnh đầu và chém vợ ông một nhát vào sườn trái. Sự việc sau đó được hàng xóm can ngăn thì ông Trung mới buông tay. Ngay lập tức, vợ chồng ông Hoạt đã được đưa đi cấp cứu tại một bệnh viện gần đó, còn ông Trung thì tự giác tới đồn công an đầu thú. Hậu quả của sự việc trên khiến ông Hoạt bị tổn hại 81% sức khỏe, di chứng liệt 1/2 người bên trái, vợ ông Hoạt bị tổn hại 3% sức khỏe. Tại tòa, bị cáo Trung đã thừa nhận hành vi phạm tội và nói gây án vì vợ chồng hàng xóm hay nói to, gọi vợ gọi cháu mà cả làng trên xóm dưới đều biết, khiến bị cáo thấy bực mình và phiền toái. Bị cáo khai, hôm xảy ra vụ án không kiểm soát được hành vi, với sức của tôi mà cố ý giết người, chắc ông Hoạt hôm nay đã không còn sống, bị cáo thản nhiên nói. Chi tiết về vụ việc, vợ ông Hoạt khai, hôm xảy ra vụ án, bà bế cháu nội sang nhà hàng xóm dỗ cho ăn, do không thấy nên ông Hoạt gọi. Bà cho biết là không có việc ông bà thường xuyên cãi nhau, mà do chồng bà mắc chứng khó nghe nên bà mới phải to tiếng như vậy. Chồng tôi bị điếc nhiều năm nay nên hay nói to, nhưng mâu thuẫn gì thì bình tĩnh giải quyết, không thể thấy phiền vì người điếc nói to mà mang dao ra chém như vậy. Với thương tích 3%, bà không yêu cầu truy tố Trung về tội cố ý gây thương tích đối với mình, song bà đã đề nghị hội đồng xét xử nghiêm khắc. Được biết, trước đó bị cáo Trung cũng đã từng bị Tòa án Nhân dân Hà Bắc xử phạt 7 năm tù về tội cướp tài sản của công dân. Hiện bị cáo hoàn toàn có thể tiếp tục đối mặt với song sát trốn lao tù một lần nữa vì những hành vi trong lúc mất kiểm soát của bản thân. Ông Phạm Hữu Năm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cát Sơn, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa xác nhận có vụ việc hai hiệu trưởng trường tiểu học bị bắt quả tang trên chiếu bạc. Theo đó, vào đêm diễn ra trận bóng đá giữa Việt Nam và Trung Quốc, các trinh sát phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Thanh Hóa đã ập vào một nhà dân ở thôn Phú Sơn, xã Cát Sơn, thị xã Nghi Sơn, bắt quả tang 11 người đang có hành vi đánh bạc. Đáng chú ý, trong nhóm bị bắt trên chiếu bạc này có hai hiệu trưởng của trường tiểu học Cát Sơn A và Cát Sơn B. Hiện vụ việc đang được công an thành phố Thanh Hóa tiếp tục điều tra mở rộng. Những vụ việc thương tâm trên đều bắt nguồn từ những xích mích, những vấn đề hết sức nhỏ trong cuộc sống thường nhật của chúng ta. Qua đây, mỗi người cần sống có trách nhiệm hơn với cộng đồng, đồng thời phải biết giữ bình tĩnh trước khi định hành động một việc gì đó quan trọng, để tránh xảy ra những hậu quả đáng tiếc như trên. Đến đây, thời lượng phát sóng của bản tin an ninh ngày hôm nay đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đừng quên đăng ký kênh An ninh 24 giờ để cập nhật những thông tin mới nhất từ chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn.